Lời đầu tiên, Chester thì gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các game thủ đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Cũng như chào tất cả các đội chơi, cũng như là 500 anh em gọi là gì nhỉ? Kiện tướng trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì rất là vinh dự khi mà được đến đây tham gia làm khách mời. Tại vì xin được bật mí cho các bạn là Chester T cũng là một kiện tướng trong trò chơi liên quan mobile. Hầu hết là thời gian rảnh của Chester T thì cũng dành để chơi liên quan mobile. Cho nên là rất là vui khi mà ngày hôm nay được đến góp mặt trong chương trình. Xin chào các bạn. Ca khúc đầu tiên Chester T thì gửi đến tất cả anh em ở đây là một ca khúc khá là quen thuộc. Bởi vì Chester T biết là game thủ thì thường đi đôi với cô đơn đúng không ạ? Ở đây ai đang cô đơn ạ? Nhiều này á? À nhưng mà hầu hết là nữ nhỉ? Ở đây rất là nhiều, trước tiên nghĩ là rất là nhiều người cô đơn và rất là nhiều người biết ca khúc này. Và khi mà ca khúc này cất lên thì rất mong những người cô đơn sẽ ủng hộ hát theo Chester T nhá. Ca khúc mang tên Forever Alone. Xin mời các anh cùng lắng nghe ạ. Có lẽ là ở đây hơi xa so với bên dưới cho nên là lát nữa Chester T sẽ xuống hát cùng các bạn được không ạ? Ok. Every time you hear my music. What? Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé. Giữa những khát khao, cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu ôi chẳng ngang. Lang thang một mình cũng chẳng làm sao, bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen một mình như thế. Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cứt lên hay là chỉ thêm đau đầu. Tay đâu rồi vậy thì đành thôi. Forever, forever, hey. Đành một mình thôi. Forever, forever, hey. Vậy thì đành thôi. Forever, forever, đành một mình thôi. Forever, forever, quay tay lên trời. Nóng quá nóng quá đi. Bài gì ạ? Anh cũng thế. Nóng quá nóng quá nóng quá đi. My lady say, my people say, my people say, MIB we got your back. Hai gòn nóng thế này, thêm đêm nay khéo bỏng. Anh đã thao thức đêm này, chỉ muốn đợi chương trình phát sóng. Và Sài Gòn đang nóng, đang nóng, đang nóng, đang nóng, đang nóng. Mọi người đang hóng, nghe ngóng. Còn hơn cả xem là bóng vậy nóng như thế này thì. Ok vậy nóng đến như vậy thì. Em muốn đi xa, em muốn đi đến tới nơi đâu vì vu anh cùng gió. Oh, I wanna feel, I wanna move my body when we on the floor. Hey, mỗi hôn dây hất đôi vai. Oh, em thấy bên tai. Oh, you think the chat, 'cause I know we can be fly so high and now. Hey, hát to lên nào, vậy nóng như thế này thì. Ok, bên kia nóng như thế này thì to lên. Ok, bên kia nóng như thế này thì ok, vậy thì nóng như thế này, nóng nóng như thế này. Tay 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 đâu rồi nào, 1, 2, 3, let's go. Hey,
Anh em có thấy cú bắn vừa rồi giống AD không? Cụ thể là giống Violet. Ok, ca khúc tiếp theo là một ca khúc khi mà tôi bước vào đây thấy thì thấy rất là nhiều người quan tâm đến game rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải yên tâm là các bạn cũng rất là thích nghe nhạc. Vì vậy mà bài hát tiếp theo sẽ là một ca khúc sôi động hơn và rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh em, tất cả cánh tay ở đây. Ok. Ca khúc mang tên Tell Me Why. Xin mời tất cả các kiện tiếp cùng lắng nghe. Hey! Anh em có thể vỗ tay theo nhạc của Chastity đúng không ạ? Wow, 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 wow. Phần trình bày hết sức đặc sắc của nam ca sĩ Just Tati. Và mới hy vọng là anh ở lại sân khấu với cả fan hâm mộ một chút để có thể cùng chúng tôi giao lưu để mọi người hiểu rõ anh hơn. Trước hết thì các bạn dành cho Just Tati một tràng vỗ tay thật to lên nào. Rất tuyệt vời. Một phần trình đầy năng lượng. Nhưng tôi cũng đang thắc mắc một điều là lúc nãy Just Tati có chia sẻ là anh đạt đến cao thủ ở trong Liên Quân. Nhưng mọi người đang thắc mắc là cái số lượng sao anh đang có là bao nhiêu sao ạ? Một. Sao biết? Ôi 69 thế, đúng thế tôi thích luôn, hiểu. Thực ra thì mình mới lên cao thủ đến ngày hôm qua. Wow. Chính xác là đêm hôm qua. Bởi vì khi mà vào Liên Quân Mobile ấy, thì từ bé đến bây giờ Chastity chưa bao giờ chơi một game nào cả. Và Liên Quân Mobile là game đầu tiên mà Chastity biết chơi.
Cho nên là phần lớn mình dành thời gian để chơi đấu thường với các bạn. Vâng. Để nâng cao gọi là tay nghề. Sau đấy thì mới đấu hạng. Vâng. Để có thể lên được cấp bậc như thế. Vậy thì cho hỏi là nick in game của anh là gì để mai các game thủ dưới kia vào để ban hành ạ? Xấu hổ lắm. Chơi gà đi sao? Sợ các bạn report không? Sao không sao? Chưa ai bị ban nick chỉ vì chơi gà cả. Bởi vì tôi cũng đã từng đi gọi là ban nick rất nhiều người rồi, nhưng chưa có ai bị ban nick vì tội chơi gà cả. Nick liên quân của mình là Chớt Cha Chi. Chớt Cha Chi. CH hết, tất cả đều là CH nhưng mà không giấu. Chớt là ơ tớ ớt chớt chớt. Đúng rồi. CH. Chờ A Cha. Rồi như vậy là các bạn đã có tên in game của Justati rồi. Còn mai có ai muốn bán hành như nào thì các bạn tùy các bạn. Có đấu mà có gà thì các bạn đừng chê nhé. Ok, chắc chắn điều đấy rồi. Tôi đi rất nhiều các cộng đồng thì chưa thấy với cộng đồng nào lại thân thiện và dễ thương như cộng đồng game Liên Quân Mobile. Có phải không các bạn ơi? Chẳng mấy khi chém gió người ta hiển ứng. Ok. Một câu hỏi nữa, một câu hỏi cuối cùng trước khi anh rời khỏi sân khấu, đó là tướng thủ của anh và vị trí thủ của anh trong game Liên Quân Mobile là gì? Ở đây có ai đoán được Justati thích chơi con gì không? Đoán được mới gọi là giỏi đây này. Bây giờ tức là gọt bớt lại dữ liệu nhá. Ok. Không phải AD này. Okay. Không phải sát thủ. Không AD, không sát thủ thì đã bỏ đi rất nhiều. Bỏ không đi phép. Đến, không phép bỏ đi 80% rồi. Không tăng. Không tăng. Thế bỏ hết 99% rồi, còn lại cái gì nhỉ? Cái gì? Alistair, con đấy là con phép. Con gì đấy mà nó rất là sôi thịt. À không, sôi thịt vừa vừa. Sôi thịt vừa vừa tức là vòng 1 ở mức độ cơ bản. Nó là giống gì đã? Nó là giống đấu sĩ. À, giống đấu sĩ. Đấu sĩ mà như anh vừa thổ tả thì nó... Ai đoán được mới giỏi này, con này cực kỳ dễ luôn. Tôi thì tôi mạn phép đoán là Chokna, con voi. Con voi thì nhìn to xác quá, không thích. Vâng, thế mọi người đang quá là bấn loạn rồi, anh có thể nói luôn được không ạ? Cái con mà Chizuti dành nhiều thời gian chơi nhất và đạt được nhiều gọi là thành công nhất trong con đấy là con Skirt. Skirt. Con đấy rất là sôi thịt luôn. Sôi thịt, đúng. Hồi chiêu này, hồi máu, khi hồi mà đánh máu. Hồi máu, hồi mana rất là nhanh. Vâng. Đấy. Và hiện tại trong meta hiện nay thì Skirt cũng đang có được cái vị thế riêng của mình trong những cái vị tướng mang màu sắc tanker và khả năng đi đường rất là tốt. Vâng, một lần nữa dành cho Justati một tràng pháo tay thật to đấy nào. Cảm ơn anh đã đến với Liên Quân Mobile ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được chúc cho đội Marine Esports và Sài Gòn Phantom sẽ giữ được phong độ, luôn giữ được phong độ và cái đầu cứng rắn nhất để có thể đạt được vị trí cao trong ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn Justati rất nhiều. Cảm ơn anh. Còn bây giờ thì có lẽ là các bạn đã muốn đến với trận chung kết luôn chưa? Muốn chưa? Hay là muốn chơi trò chơi? Chơi trò chơi à? Thế này thì tôi lại phải đang chờ đợi sự chỉ đạo nghệ thuật đến từ ban tổ chức, là chơi trò chơi hay là đến trận chung kết luôn bây giờ đấy ạ?